Xin chào mừng tất cả mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Car Center. Hôm nay thì Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ Long Biên sẽ đem đến cho quý anh chị và các bạn một chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium rất là đẹp ở đây. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2018, phiên bản 2.0 Premium cao cấp 2.0 quý anh chị và các bạn nhé. Thì chúng ta cùng xem qua một vòng quanh về tổng quan nội ngoại thất của chiếc xe này. Chiếc xe này sản xuất 2018, đi được hơn 5 vạn km, màu sơn trắng, nội thất đen. Và những cái cơ bản chúng ta có thể nhìn thấy là sự khác biệt giữa phiên bản 2.0 cường và 2.0 premium, đó chính là cái body kit này. Đây, cái phần cản nhựa cản trước này, cũng như là ốp nhựa thân xe và đuôi xe. Thì trên phiên bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ không có những cái chi tiết như vậy, là nhựa trơn quý anh chị và các bạn nhé. Phần đèn thì ở phiên bản 2.0 premium chúng ta sẽ có đèn 2 bi này. Chúng ta sẽ có đèn 2 bi, đèn giảm led ban ngày đây. Phiên bản tiêu chuẩn chúng ta chỉ có 1 bi thôi. Còn đến trên phiên bản 2.4 thì chúng ta sẽ có 3 bi quý anh chị và các bạn nhé. Sơn zin của xe này thì nó còn khoảng độ hơn 90%. Nước sơn thì tổng quan nhìn vẫn còn rất là mới và đẹp. Có cả rửa đèn pha này. Một trong những cái option rất hay ho trên chiếc Mitsubishi Outlander. Về form dáng thì chiếc xe Mitsu này cũng khá là giữ form giữ dáng. Ngay cả đến form mới bây giờ cũng chỉ thay đổi một chút về phần mặt ca lăng cũng như là một số cái phần khác như là la răng này. Xi nhan trên gương. Xe cũng rất cẩn thận giữ gìn, có ốp đầy đủ các phần tay nắm cửa để tránh xước khi mà chúng ta mở cửa lên xuống. Đây là một trong những cái mẫu xe rất là thực dụng đến từ thương hiệu Mitsubishi của Nhật. Để mà mua chiếc xe này thì chúng ta sẽ được cái là động cơ máy móc cực kỳ kỳ bền, và chúng ta sẽ có được một cái dàn điều hòa rất là tốt, lạnh rất là sâu, vì Mitsubishi là chuyên về điện máy. Cốp này, cốp rất là rộng rãi và thoải mái để đồ vô tư luôn. Chúng ta còn có thể lấy thêm cái này lên treo đây để tạo thành cái vách ngăn giữa khoang để đồ. Cốp thì chúng ta đóng mở bằng cơm, bằng tay với chị và các bạn nhé. Nhưng mà nó cũng nhẹ thôi, nên là các chị và bạn không phải lo về việc khó khăn khi mà đóng bộ cốp. Ly cửa và các chi tiết da và nhựa này, giả da trông rất là ổn đấy. Ghế còn rất là mới. Ta nhìn chất lượng ghế trên chiếc Mitsubishi Outlander này vẫn còn rất là tốt. Sau khoảng độ hơn 4 năm sử dụng thì chiếc xe này còn khá là mới. Gương kính chỉnh điện, lên xuống kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện tự động, đèn đóm tự động, vô lăng tích hợp đầy đủ những cái chức năng mà chúng ta cần, đàm thoại rửa tay, tăng giảm âm lượng ga tự động, đèn ủng startup. Xe đi được hơn 50.000 km. Màn hình đây, kèm AM, FM, dẫn đường này, cảnh báo tốc độ, ổ đĩa DVD, camera lùi. Nói chung là xe rất là đầy đủ những cái option mà chúng ta cần thiết. Đây, ngoài ra còn có cả sửa ghế dành cho hàng ghế trước, để mùa đông chúng ta đỡ lạnh hơn khi mà mới bước lên xe, mới khởi động xe. Và chúng ta có cả cửa sổ trời trên chiếc Premium 2.0 này của chị và các bạn nhé. Ghế lái là ghế chỉnh điện. Chỉ với hơn 700 triệu, cụ thể ở đây là 720 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu được một mẫu xe gầm cao 5+2, có thể gọi là 7 chỗ đến từ thương hiệu Mitsubishi Outlander sản xuất 2018. Giá rất là hợp lý cho một mẫu xe gầm cao 7 chỗ như thế này. Và bên em cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên
đến 70% giá trị xe. Nếu quý anh chị và các bạn nào đang quan tâm một mẫu xe gầm cao thực dụng như chiếc Mitsubishi Outlander này thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm bắt được thông tin cũng như là tìm đến tư vấn mình một cách nhanh chóng nhất, tận tình nhất quý anh chị và các bạn nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.